Xin chào tất cả các anh em nha, video giới thiệu các anh em tham gia trên này góp nhận 15 token của heo là ANCR các bạn. Một token này nó xích lít lên sàn Binance nha các bạn. Chương trình này góp này nó sẽ end vào ngày 20 tháng 3 năm 2021 các bạn. Và anh phân phối vào ngày 23 tháng 3 năm 2021 các bạn. Trong dán nó nói bạn, để tham gia game này bạn click phần link mô tả dưới link form mình các bạn. Các bạn điền dòng đầu các bạn, điền địa chỉ email các bạn. Dòng thứ hai các bạn vào đây follow Twitter và tăng 5 người bạn các bạn. Và tới với ta thì bấm follow nè các bạn. Binance Chain này bạn. Sao lưng máy vậy ta? Rồi xuống đây các bạn like cho tweet và viết ra game các bạn. Bạn trích dẫn cho tweet nè. Bạn đang 5 người bạn của mình giao các bạn. Các bạn có cộng là hẹn những người bạn của mình nè các bạn. Các bạn lưu ý nghe tăng những người bạn nào thì bạn thường xuyên các bạn. Và tăng lộn xả nó phá ạc á. Twitter phá ạc. Rồi các bạn tăng 5 người bạn, các bạn bấm vào một tweet nha các bạn. Vì mình đã tweet rồi các bạn. Mình bắt đáp lại. Rồi các bạn tiền điền là username Twitter của tất cả các bạn nha các bạn. Còn người quyết chỉ bên bot tăng 5 người bạn thì các bạn gỡ đợi một cái link người quyết nữa. Thì các bạn mở Twitter mình ra nè các bạn. Các bạn nhấp vào. Các bạn chạy chút xíu nha các bạn. Đứng máy trời. Các bạn nhấp vào 3 chú gạch lên cùng nè các bạn. Bạn nhấp vào một hồ sơ nha các bạn. Các bạn qua tao viết cho trả lời nè các bạn. Rồi các bạn chia sẻ bài này nè. Các bạn sẽ chép liên kết nha các bạn. Rồi các bạn bắt đáp lời một cái link form này nè. Các bạn dán vào đây nha các bạn. Tiếp tục thì các bạn gửi địa chỉ BNB sang mắt trên địa chỉ Chupolet nha các bạn. Các bạn mở địa chỉ. Lâu vậy ta. Các bạn biết gặp những clip tiếp theo từ mình nhé. Rồi các bạn lướt xuống rồi các bạn. Các bạn tìm địa chỉ ETH mình nha các bạn. Các bạn sao chép này các bạn. Giờ bạn bắt đáp lại. Rồi bạn mở lên form nha các bạn. Bạn bắt vô đây nè. Invite Twitter username qua invite you này thì các bạn điền cho mình a cộng MMO của bạn vào đây giúp phần link mô tả nó nghe các bạn. Rồi các bạn việc bấm gỡ thôi các bạn. Vậy video mình giới thiệu hướng dẫn các bạn tham gia chương trình này góp nhận 15 token ANRC đến đây cũng kết thúc. Mình chào tạm biệt tất cả hàng tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.